Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Samdet Moha Bovo Thibatea ngày hôm qua, Thủ tướng Phương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng dự diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam Campuchia. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia đã phát triển rất tốt đẹp và có nhiều đột phá trong thời gian qua. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 10,6 tỷ đô la Mỹ, Tuy nhiên quan hệ kinh tế thương mại chưa tương xứng tiềm năng hai nước vốn có. Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư, thúc đẩy thương mại vào hai nước, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng và phát triển mỗi nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hai nước ngày càng ấm no hạnh phúc. dịp này thủ tướng Phạm Minh Chính và thủ tướng Hun Manet đã chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, các biên bản thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp hai nước. Trong đó có chứng nhận mở đường bay thẳng Hà Nội Siem Reap, Campuchia.